Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Ở video này hôm nay thì mình sẽ xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến mọi người một cặp lục bình Phúc Lộc Thọ, hàng men dạ đắp nổi canh bong được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Và cái loại này là loại kỹ nhé, là loại làm kỹ, làm rất là chi tiết, từng cái chi tiết nhỏ nhất, và mình sẽ quay rất là chi tiết vào để cho chúng ta cùng nhìn và cảm nhận rõ hơn nữa về cái sản phẩm này. Tại vì sao mình lại nói là kỹ? Bởi vì hiện tại ở Bát Tràng có rất nhiều đơn vị sản xuất khác nhau, mỗi một đơn vị họ sẽ nhằm vào một cái phân khúc hàng. Nếu như chúng ta chỉ nhìn hình ảnh mà không xem video hoặc đến thực tế tận nơi mà xem chi tiết ấy, thì mọi người rất có thể là sẽ bị nhầm lẫn, bởi vì cái phân khúc hàng nó sẽ sàn sàn nhau thôi. Nhưng mà cái dòng kỹ chúng ta phải nhìn tận nơi hoặc là xem video chi tiết thì chúng ta mới có thể cảm nhận và hiểu được. Còn nếu như nhìn ảnh qua thì rất khó phân biệt. Và hiện tại ở trong video này, cặp này là cao 1m6 chưa tính đế nhá. Và cả đế hiện tại như cái cặp đang đặt ở trên cặp đế này là cao 24, thì cặp này lên là 1m84, 1m84 cả đế, chưa tính đế là 1m6, chưa tính đế là 1m6 nhé. Và cái vanh bụng này, cái vanh bụng là 154 cm, vanh bụng là 154. Thì đối với cái dòng hàng kỹ thì thay vì là chỉ cái mặt chính được làm chi tiết thôi, thì xung quanh đằng sau bên hông cũng sẽ đều được làm rất là chi tiết đối với cái dòng hàng kỹ. Những cái dòng hàng kỹ thì cái giá nó sẽ cao hơn rất nhiều. Thứ nhất là chi tiết nhỏ cũng được làm tỉ mỉ chi tiết để nó làm sao cho nó giống thật nhất. Cái thứ hai nữa là trên bình nó sẽ được làm nhiều chi tiết, ví dụ như phần hông và phần đằng sau, không phải là chỉ nguyên mặt trước được làm chi tiết để cho chúng ta nhìn vào. Nghĩa là cái hàng kỹ thì chúng ta nhìn góc nào vào cũng ra được cái cảnh đẹp. Rồi ok, giờ mình sẽ quay cận vào đây cho mọi người cùng nhìn rõ chi tiết nhé. Cái tác phẩm này hiện tại thì mình sẽ quay cận vào để chúng ta cùng nhìn nhé và cùng cảm nhận về cái tác phẩm này. Ở phần cổ thì được chế tác hình ảnh là hoa đào và hình ảnh một cặp chim công đang hướng mặt vào nhau. Thì với hàng kỹ thì chúng ta sẽ nhìn đây, hàng kỹ nhé, chúng ta nhìn chi tiết vào mặt công này, mắt này, từng cái vẩy này, từng cái ria của mắt này, rồi cái phần gại ở giữa cái miệng, cái mỏ và phần thịt này đều được làm chân thật. Nghĩa là nhìn cảm giác nó sẽ rất là thật, nó không phải là giả mà làm tượng trưng. Và cái phần chân của chim công này, hoa đào này, cái hàng đắp nổi này trọng lượng của nó rất là nặng nhé, cái hàng đắp nổi trọng lượng của nó rất là nặng. Những bông hoa phù dung này. Chữ này Phúc Lộc Thọ này. Để chúng ta cùng xem và cảm nhận nhé, cùng xem và cảm nhận. Đây là phần hông này, cái bút này cầm được hẳn vào cái bút. Đây là phần bên hông. Ở đây là hình ảnh dưới cá này, đều được làm nổi hoàn toàn nhé. Thân của cây đào này, bên hông là hình ảnh cái kiếm này, nhìn chi tiết chưa, những cái đường răm nhỏ. Quay các góc cho các bác cùng nhìn và tham khảo nhé. Lộc bình chúng ta để trang trí tại phòng khách, không nhiều người sẽ có suy nghĩ là lộc bình là chỉ bày ở hai bên bàn thờ thôi, nhưng thực chất về cái ý nghĩa của lộc bình trong phong thủy chính là giúp chiêu tài tích lộc đến với gia chủ, cũng như là hóa giải những cái hung khí mang đến vượng khí cát khí. Thế nên là ngoài bày ở phòng thờ chúng ta còn chơi được ở phòng khách nữa. Là chúng ta nhìn những cái chi tiết nhỏ đây, cánh hoa tròn vạnh, không nứt nhiều, không nứt nhiều. Riêng trên hàng đắp nổi là nó sẽ có những cái vết nứt nhỏ ở trên cái họa tiết, những cái vết nứt này là không thể tránh được.
Chúng ta cùng nhìn chi tiết nhất về tác phẩm này rồi nhé. Riêng về hàng kỹ thì chúng ta nếu như mà chỉ nhìn qua qua thôi thì rất khó phân biệt được kỹ hay thường. Chúng ta phải nhìn vào những cái chi tiết nhỏ như mình vừa quay cho mọi người cùng nhìn đấy, chúng ta mới phân biệt được là cái hàng kỹ và hàng thường nó sẽ khác nhau như thế nào. Như vậy hôm nay ở video này mình đã giới thiệu và chia sẻ với mọi người một cặp lục bình Phúc Lộc Thọ, cái loại đắp kỹ cao 1m84 cả đế. Nếu như mọi người quan tâm đến sản phẩm, vui lòng nhắn tin gọi điện qua Zalo, số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm. Và tất cả những cái sản phẩm như thế này chúng tôi đều giao hàng tận nơi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng đúng mẫu, đẹp, nguyên vẹn thì mọi người mới thanh toán. Còn đối với những khách hàng ở gần, mọi người muốn xem sản phẩm trực tiếp ấy, thì mọi người đến Bát Tràng. Mọi người đến Bát Tràng để xem sản phẩm thực tế nhất. Bởi vì những cái sản phẩm giá trị như thế này, đối với những ai ở xa ấy, thì mọi người không có điều kiện thời gian để chúng ta đến tận nơi xem trực tiếp, thì mọi người nên mua ở những cái địa chỉ uy tín. Còn nếu như mà mọi người ở gần gần Bát Tràng thì mọi người đến tận nơi và đến tận cơ sở để xem sản phẩm thực tế thì là tốt nhất, mua được sản phẩm đúng với cái giá trị đồng tiền của mình bỏ ra. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.